Bây giờ thì sáng nay mình mới vừa xào một chảo thịt bò. Thịt bò xào củ hành để ăn bún bò xào. Bây giờ mình cho rau vô. Rau ở nhà nè. Ăn bún bò xào. Tất cả các loại rau sống. Rau thơm, ngò gai, rau răm rồi luôn á. Rồi rai, tía tô. Rồi xà lách. Hột thao ứ hự. Toàn rau nhà. Rau ngoài vườn không à. Có xà lách chưa? Tuyệt vời. Có một chút bún mà rau không là rau. Rớt tới nữa em quét. Có gì đâu. Có gì đâu, thét mét. Rồi, ok, bỏ mấy cọng rau răm vô cho thơm coi. Đó. Rau răm vô nữa. Ăn bún bò xào có rau răm vô nó thơm lắm. Rau răm hôm bữa là chẳng qua là ăn hột vịt lộn còn dư á. Mình bỏ vô, mình trộn lên. Có rau răm vô, khoái rau răm lắm, nó thơm lắm. Với lại ngò gai nè. Rau gì mà nó tươi xanh ngon quá trời, cứ muốn bỏ vô hết luôn vậy đó. Thôi bỏ khuyên ra. Rồi. Bây giờ bỏ thịt bò lên nha. Nãy mình hâm bún lại rồi. Bỏ thịt bò lên. Thịt bò xào củ hành, xả ớt. Thịt bò mình ướp á. Mình xào cho nó khô chứ đừng có xào mà cho nó ra nước. Trời ơi. Củ hành trắng vô. Rồi. Ok, bỏ đậu phộng vô. Đậu phộng mình thích ăn nguyên hột vậy đó. Giả ra cũng được mà mình thích ăn nguyên hột á. Để mình gấp 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 cái hột đậu mình ăn á. Nó bùi bùi béo béo. Rồi, hai ba đứa xong xuôi chưa? Thêm một đứa nữa, đó là hành phi. Hành phi. Rồi bây giờ tiếp tục bỏ nước mắm vô. Tất cả đều làm sẵn hết cho nó khỏe. Ăn uống vậy cho nó khỏe. Rồi nước mắm rưới lên. Cái này thì nước mắm chua ngọt. Rồi mình chan lúc lúc nước một xíu. Rồi nước mắm chua chua ngọt ngọt. Cuối cùng thì mình cho một miếng ớt. Ớt xay sẵn à, ngâm giấm. Ớt xay với xả à, ớt xay với lại tỏi. Rồi ngâm giấm sẵn một cái hũ gì đó. Rồi xin mời cả nhà. Ok. Rồi xin mời cả nhà ăn sáng nha. Món này hôm qua đã ăn rồi. Nhưng mà thịt bò thì hôm nay xào mới. Bún thì cũ hôm qua, rau hôm qua còn. Nói ăn cái gì mà rau quá trời rau. Cho nước mắm cho nó có ngập ngập nước nè, trộn lên. Có rau. Mình đó thì mình ăn sớm để còn làm việc. Giờ này cũng 10 giờ 11 giờ rồi đó. Ăn sáng hả, 11 giờ trưa hết bữa sáng rồi. Ngon quá. Đó. Mình thích rải đậu phộng nguyên hột á, để mình gấp gấp mình ăn nha. Ngon.
Tại sáng nay nhiều việc quá cho nên mình không quay mình lúc mình xào thịt bò. Thì ai cũng xào thịt bò cũng được hết mà. Ngon. Để anh ăn cơm với thịt bò xào. Muốn ăn bún cũng được á anh. Bún ngon á. Giờ ăn tô bún đi. Thịt bò mình ướp mình cho miếng rượu với lại dầu ăn vô nó mềm thịt, rồi bỏ dầu hào vô, hạt nêm dầu hào. Ăn mấy miếng rau không? Ngò gai nó thơm dễ sợ. Qua ngày tiệm là một tô vậy mười mấy đồng. Mà tiệm nó không cho nhiều rau ngon vậy đâu. Có rau răm, rau răm, ngò gai, ngon quá. Đúng rồi, mình nạp tiền vô á, vô PayPal á, PayPal gì đó. À. Nhưng mà nó đâu có nói lý do gì hả? Nên mình nạp tiền vô đó mà. Anh coi kỹ cái đơn hàng của thằng Amazon coi cái tủ đó ok không? Coi lại cái mẫu đó coi. Ngon quá cả nhà ơi. Trời ăn đã ghê.
mình cứ ướp thịt theo cái khẩu vị của mình. Mình thấy ngon chưa chắc người khác thấy ngon, nhưng mà đó là khẩu vị của mình. Ừ, đúng rồi. Nào, thế em ăn xong em coi lại coi. Hôm qua vội vội vàng vàng á. Nhưng mà anh coi thử có, vậy là nó có hệ thống lò sưởi sẵn luôn phải không? Lò sưởi giả đó. Ừ. Nhưng mà có mấy cái 500-600 không đẹp bằng cái đó. Em sợ anh coi thử. Coi thử coi cái quy cách của nó. Coi thử quy cách của nó coi. Cấm điện á. Mặt sau đó là điều tất nhiên rồi. Ngon quá. Tuyệt vời.